Chào các bạn, tôi là Doc DeVos. Trong các chuyến công tác và chia sẻ về Amway, nhiều người thường hỏi tôi làm thế nào để trở thành một nhà phân phối Amway thành công. Tôi nêu ra hai điều. Đó là hãy là một nhà lãnh đạo tốt và trung thành với các giá trị của Amway. Không dễ thực hiện điều này, nhưng bất cứ nhà phân phối nào sống hết mình với các nguyên tắc của nhà đồng sáng lập thì lời khuyên này rất hữu hiệu. Các bạn biết danh tiếng vô cùng quan trọng. Những việc chúng ta làm đều xây dựng và hỗ trợ danh tiếng của chúng ta. Những điều nhỏ nhặt, những quyết định đơn giản hay những hành động lớn đều có ảnh hưởng đối với danh tiếng của chúng ta. Không chỉ riêng danh tiếng của tập đoàn, mà cả danh tiếng của bạn với tư cách là những nhà lãnh đạo. Những giá trị và nguyên tắc của nhà sáng lập đã tạo nên lộ trình và cơ cấu tổ chức cho chúng ta, qua đó xây dựng một tập đoàn toàn cầu với uy tín và sự vững bền trên nền tảng giá trị liêm chính. Khi chúng ta còn sống và làm việc theo các giá trị, hợp tác cùng nhau, luôn luôn minh bạch và liêm chính để xây dựng và bảo vệ danh tiếng của chúng ta, chắc chắn thành công sẽ là điều hiển nhiên. Và chúng tôi chắc chắn mong muốn các bạn sẽ thành công. Chúng ta là đối tác tin cậy và cam kết cùng nhau thành công. Vì vậy chúng tôi luôn tìm cách giúp các bạn cải thiện hoạt động kinh doanh và giúp các bạn tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi cung cấp cho các bạn cơ hội học tập, tham gia các lớp huấn luyện về kiến thức và kỹ năng để giúp các bạn phát triển, và khóa huấn luyện về đạo đức lãnh đạo là một ví dụ. Chúng tôi rất tự hào về những thành tựu mà các bạn đã đạt được, và chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều hơn trong tương lai khi các bạn trở thành những nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn trong một ngày gần nhất.